Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ tư ngày 27 tháng 4. Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 2022. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Quý 1 năm 2022, các cơ quan tham mưu của tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình công tác, đảm bảo thời gian, chất lượng. Trong đó đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, các điều kiện phục vụ đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ đi khảo sát tại Vịnh Vân Phong, huyện Cam Lâm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đoàn công tác trung ương làm việc với tỉnh thực hiện tổng kết kết luận 53 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040, điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị thời gian tới cần tiếp tục bám sát chương trình công tác năm 2022 của tỉnh ủy, chương trình công tác quý 2 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy để chuẩn bị chu đáo các nội dung, đề án, đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ, toàn diện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nghị quyết 09 NQTU của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ động nắm thông tin, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan tham mưu của tỉnh ủy. Huyện ủy Diên Khánh hôm qua tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt được quán triệt nội dung các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, đối tượng và cơ cấu nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý thành phố nhiệm kỳ mới và giới thiệu nguồn nhân sự dự kiến. Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt huyện đã thực hiện lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch các chức danh ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Sau hội nghị này, huyện ủy sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lấy ý kiến tín nhiệm và hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để chốt danh sách nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Diên Khánh nhiệm kỳ 2025-2030. Huyện ủy Khánh Sơn hôm qua cũng tổ chức hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện tham dự hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe quán triệt nội dung quy định số 05 của Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn về công tác quy hoạch cán bộ, hướng dẫn số 11 của Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ cùng một số văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn quy định về công tác luân chuyển cán bộ, về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp các thắc mắc của đại biểu tham dự xung quanh vấn đề quy hoạch cán bộ trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Sáng nay 27 tháng 4, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vạn Ninh tổ chức lễ viếng đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Hòa, Vạn Ninh. Các đoàn đại biểu của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã viếng đặt vòng hoa và dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó là đoàn đại biểu của lực lượng vũ trang và đoàn đại biểu của cán bộ nhân dân các xã thị trấn của huyện viếng đặt vòng hoa và dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ viếng đặt vòng hoa và dâng hương, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân và thắp nén nhang tri ân trên từng phần mộ của các liệt sĩ. Cũng trong sáng ngày 27 tháng 4, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vạn Ninh tổ chức lễ viếng đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Vạn Ninh. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo các bộ ngành và địa phương triển khai một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn do giá xăng dầu tăng.
Cụ thể, xem xét, miễn, giảm phí sử dụng hạ tầng đường sắt, phí ra vào vùng nước cảng biển, cảng thủy nội địa, đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng cho các dịch vụ vận tải, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm phí sử dụng hạ tầng khu vực, cửa khẩu cảng biển, phí đậu, đỗ đón khách tại nhà ga, bến cảng, xem xét giá dịch vụ liên quan đến hoạt động hàng không nhằm hỗ trợ các hãng hàng không. Các bộ ngành khẩn trương triển khai nhanh chóng và có hiệu quả các gói phục hồi kinh tế theo nghị quyết của Chính phủ, ưu tiên doanh nghiệp vận tải tiếp cận các nguồn vốn vay hỗ trợ. Quỹ Tín dụng Nhân dân Ninh Hòa hôm qua tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2022. Năm 2021, kết quả các chỉ tiêu tăng trưởng của quỹ bám sát tiến độ kế hoạch đề ra, chi trả tiền gửi cho khách hàng kịp thời đầy đủ, lãi suất điều chỉnh phù hợp với thị trường và nhu cầu nguồn vốn của quỹ tín dụng, không có vi phạm vượt trần lãi suất. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ hơn 92 tỷ 400 triệu đồng, tăng hơn 22 tỷ 800 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tăng 33,2% so với năm 2020. Trong đó vốn huy động 78 tỷ 800 triệu đồng, dư nợ cho vay đến cuối năm 2021 đạt hơn 74 tỷ đồng. Trong đó tập trung nhiều cho vay sản xuất nông nghiệp, không phát sinh nợ quá hạn. Đến nay quỹ đã kết nạp 1.149 thành viên, tăng 112% so với năm 2017. Năm 2022, quỹ tín dụng Nhân dân Ninh Hòa đặt mục tiêu vốn huy động đến cuối năm đạt 75 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 9 tỷ 200 triệu đồng, vốn khác 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng gần giống như các bệnh lý viêm đường hô hấp khác. Trẻ em có thể nhiễm bệnh bất cứ khi nào. Phần lớn trẻ em nhiễm bệnh đều ở thể nhẹ và nhanh khỏi. Tuy nhiên vẫn có thể mắc các hội chứng hậu COVID ở cả những trẻ bị COVID nhẹ, thậm chí là không có triệu chứng. Đây là vấn đề mà nhiều phụ huynh lo ngại hiện nay. Đau đầu, mất ngủ, tiêu chảy, khò khè, thở nhanh, ho lẫm ngực, vận động khó khăn là các triệu chứng mà các bệnh nhi dễ mắc phải sau khi khỏi COVID-19. Mặc dù trước đó, các bé mắc bệnh chỉ ở tình trạng khá nhẹ, cho nên cha mẹ không khỏi bất ngờ khi con bị hậu COVID-19. Tình trạng cháu thì bình thường, nhưng mà cháu nó hay bị bệnh tái đi tái lại hoài á. Nó bệnh này, nói chung là qua bệnh khác nó nhiều lắm. Nói chung là bị nhiễm trùng đường ruột. Nhiễm trùng đường ruột vừa xong đâu 2-3 bữa xong cháu bị viêm phế quản xong giờ cháu chuyển qua viêm phổi. Nói chung là ảnh hưởng về phổi là nhiều. Lúc trước chưa bị COVID thì một năm mà cháu ít khi chứ bị giặt lắm, mà sau khi nhiễm COVID thì cháu bệnh suốt à. Một số trường hợp ở trẻ em thường xảy ra trong vòng 4-6 tuần sau khi bị nhiễm COVID, có nghĩa là khi bé bị nhiễm COVID thì cơ thể miễn dịch mình nó tăng đáp ứng lên, thì nó làm cho phản ứng miễn dịch, thì nó làm cho bé gọi là viêm đa hệ thống, là một tình trạng bệnh lý rất là nguy hiểm. Một số trường hợp là nặng nguy hiểm là bệnh nhân có biểu hiện sốt cao liên tục trên 3 ngày mà không cải thiện, bệnh nhân có biểu hiện đỏ mắt, viêm kết mặt mắt hai bên, bệnh nhân có biểu hiện da sung huyết hết toàn cơ thể, và bệnh nhân có môi đỏ, lưỡi đỏ, là bệnh nhân có biểu hiện kích thích bứt rứt và nổi ban ở trên da. Thì đó là một trong những dấu hiệu của nghi ngờ hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em. Tại vì bệnh này hầu như nếu được chẩn đoán và điều trị sớm thì hầu như 100% là bé hồi phục, nhưng mà có một khoảng cỡ 40-50% nếu mình chẩn đoán muộn thì nó gây tổn thương suy đa cơ quan, thì khi đó rất là nặng, tỷ lệ tử vong rất là cao. Theo thống kê của khoa nhi, từ khi thành lập đơn nguyên điều trị bệnh nghi nhiễm COVID-19 đến nay, đã tiếp nhận điều trị khoảng 210 ca, bao gồm cả sơ sinh và trẻ nhỏ, trẻ lớn dưới 15 tuổi. Trong đó ghi nhận 4 trường hợp viêm đa hệ thống với những biểu hiện nặng. May mắn cả 4 bệnh nhân hồi phục hoàn toàn sau điều trị. Theo các bác sĩ, sẽ có khoảng 1% số trẻ mắc COVID-19 sẽ có nguy cơ mắc hội chứng hậu COVID-19. Những trẻ mắc hậu COVID-19 có triệu chứng nhẹ thường điều trị ở nhà và có thể khỏi sau 2 đến 3 tuần. Còn trẻ nhập viện trong nhóm nhẹ sẽ được điều trị trong 1 đến 2 tuần. Nhóm trung bình có thể nằm viện từ 2 đến 4 tuần. Nhóm nặng có thể kéo dài từ 1 đến 1,5 tháng. Xâm nhập vô cơ thể làm cho cái miễn dịch của bé bị suy giảm. Thì khi đó, khi miễn dịch mình suy giảm thì nó sẽ tạo điều kiện những cái virus hoặc vi khuẩn khác nó bội nhiễm. Ví dụ như là HI hoặc phế cầu, thì nó làm cho bé bị viêm phế quản hoặc là viêm phổi sau khi nhiễm COVID. Tránh một số trường hợp đó thì bà mẹ thường là mình phải cho bổ sung vitamin hàng ngày. Mình nâng cao cái thể trạng của bé bằng cách dinh dưỡng, như là mình cho ăn uống hay là bổ sung trái cây, bổ sung sữa chua hoặc bổ sung sữa hoặc là dinh dưỡng hợp lý, và kèm theo đó mình bổ sung vitamin C hoặc là bổ sung vitamin tổng hợp hàng ngày để nâng cao cái thể trạng của bé. Thì khi đó cái thể trạng của bé nâng cao thì cái khả năng mà bội nhiễm hoặc là những cái nhiễm trùng, những cái tác nhân khác hoặc là COVID nó cũng bị giảm đi.
phòng tránh biến chứng hậu COVID-19 ở trẻ em, phụ huynh cần quan sát con thật kỹ sau khi khỏi bệnh, phát hiện sớm những dấu hiệu hậu COVID để đưa trẻ đi khám, điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, để bảo vệ sức khỏe của trẻ, cha mẹ lưu ý chăm sóc trẻ tốt hơn cả về dinh dưỡng và thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh, diệt khuẩn, hạn chế đến nơi đông người, tránh cho trẻ tiếp xúc với người đang có biểu hiện viêm hô hấp. Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh hôm qua tổ chức lễ khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân, tặng giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện cho 43 tập thể và 104 cá nhân. Việc tổ chức khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khuyến khích, biểu dương, ghi nhận đóng góp của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 góp phần trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Sáng nay tại thành phố Nha Trang, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ bài chòi khu 5. Câu lạc bộ bài chòi khu 5 có 25 hội viên là những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đã nghỉ hưu. Theo đó, câu lạc bộ sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ 3 đến 4 lần một tháng và tổ chức biểu diễn tại các địa phương trong tỉnh vào các dịp lễ Tết. Việc cho ra mắt câu lạc bộ bài chòi khu 5 góp phần bảo tồn và nhân rộng loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống đặc sắc của người dân tại các tỉnh miền Trung. Được biết, năm 2017, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Sáng nay, các tay đua tham gia cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Non Sông Liền Một Giải Niềm Tin Chiến Thắng lần thứ 34 đã xuất phát tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang để bước vào tranh tài ở chặng đua thứ 20 Nha Trang Đà Lạt với lộ trình 136 km. Đây là một trong những chặng đua cam go mang tính quyết định đến các thứ hạng của các đội và áo vàng, áo chấm đỏ chung cuộc khi các tay đua phải chinh phục hai ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly có độ cao 1.600m so với mực nước biển để lên Đà Lạt. Như vậy, sau chặng đua thứ 19, tay đua Igor Frolov của đội Vinama thành phố Hồ Chí Minh vẫn nắm giữ chiếc áo vàng cho người dẫn đầu và áo chấm đỏ vụ leo núi. Áo xanh cho tay đua nước súc tốt nhất thuộc về Nguyễn Tấn Hoài thuộc đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Nguyễn Văn Bình, tay đua của đội thành phố Hồ Chí Minh New Group, nắm giữ áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Cuộc đua gồm 23 chặng với hành trình xuyên Việt dài hơn 2.316 km. Điểm xuất phát tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đích đến tại thành phố Hồ Chí Minh đúng vào trưa ngày 30 tháng 4. Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam huyện Khánh Sơn năm 2022, sáng nay huyện Khánh Sơn đã tổ chức khai mạc hội thao các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện với sự tham gia của 9 đoàn vận động viên đến từ 8 xã thị trấn của huyện và trường trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn. Các đoàn vận động viên tham gia tranh tài 5 môn thể thao gồm đẩy gậy, bắn nỏ, con quay, chạy cà kheo và kéo co. Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn tham gia thi đấu môn đẩy gậy với 135 vận động viên tranh tài ở các hạng cân dành cho nam và nữ. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.